Chứ còn nếu mà không có bằng chứng nhiễm trùng tiểu thì chúng ta không không được dặm làm dùng kháng sinh. Bởi vì các bạn mà cứ làm dùng kháng sinh cho bệnh nhân, các bạn biết là những cái bệnh nhân mà đặt xong tiểu là bệnh nhân thường rất là dễ có nguy cơ nhiễm trùng tiểu, mà các bạn cứ dùng kháng sinh dự phòng như vậy là sau này nó rất là dễ bị kháng thuốc nha. Nên là những cái đối tượng mà nguy cơ như thế này thì bạn như gì bạn sẽ đặt trước khi mà đặt xong tiểu thì bạn nên là gì, nếu mà được xác định mà đặt xong tiểu dài ngày cho bệnh nhân thì trước khi đặt xong tiểu cho bệnh nhân bạn phải xét nghiệm nước tiểu trong tầm soát những trường hợp mà nhiễm trùng tiểu không có triệu chứng. Và trong quá trình đặt xong tiểu cho bệnh nhân, nếu trường hợp bệnh nhân mà có những cái biểu hiện của nhiễm trùng tiểu, ví dụ như bệnh nhân thấy là nước tiểu đục hoặc là nước tiểu có máu hoặc là mủ gì đó bất thường thì chúng ta sẽ gì lấy nước tiểu cấy và kiểm tra, nếu một trường hợp có nhiễm trùng tiểu thì chúng ta sẽ điều trị kháng sinh, hoặc là gì trước khi rút xong tiểu luôn chúng ta gì phải lấy nước tiểu và làm lại cái nước tiểu một lần nữa cho bệnh nhân. Vậy chứ chúng ta không có cái chỉ định là chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh để dự phòng nhiễm trùng tiểu. Thứ hai nữa là bạn bạn Yến Vy có hỏi là niệu quản thì có bị viêm không, thì trên lâm sàng thì trước giờ cái niệu quản thường nó không bao giờ nó bị viêm, bởi vì các bạn thấy là ở cái niệu quản các bạn thấy là nó không phải là một nơi chứa nước tiểu mà nó chỉ làm nhiệm vụ là dẫn nước tiểu thôi nha. Nên là cái nhu động hồi nãy chúng ta học trong cơ chế bảo vệ đường tiểu rồi, cái niệu quản thì các bạn thấy là cái nhu động nó luôn luôn nhu động theo một cái chiều mà dẫn nước tiểu từ trên xuống, nó không phải là nơi ứ đọng nước tiểu. Thứ hai nữa là trên cái đường thống hệ cái niệu quản nó vẫn luôn luôn có cái lớp chất nhầy, người ta gọi là cái đòi đạm mà tam hóa phan á cho, nên là cái này nó làm cho cái vi khuẩn không thể nào mà bám dính được vào cái đường niệu quản, nên là trên lâm sàng chúng ta không có gặp viêm niệu quản nha, chỉ có viêm ở bể thận, bởi vì ở những nơi chứa đựng gọi là bàng quang thì có, niệu quản không có, niệu đạo thì có, niệu đạo thì nó gần ngay cái đường vào, do gần ngay đường vào nên là nó vẫn có thể bị trục. Nhưng mà niệu quản thì nó luôn luôn nó chỉ là một cái nơi để một cái ống để chứa gọi là dẫn lưu nước tiểu thôi, chứ nó không có bị ứ đọng nước tiểu ra, nó luôn luôn có nhu động nên là cái vi khuẩn nó không bám dính được vào và nó không có gây viêm ra. Thời gian đáp ứng kháng sinh trên lâm sàng như thế nào để phân biệt sớm nhất tái nhiễm với tái phát? Thường nếu mà trường hợp các bạn sử dụng kháng sinh mà bệnh nhân mà có đáp ứng thường khoảng sau gì 2 đến 3 ngày là bệnh nhân đã có triệu chứng thuyên giảm rồi, được chưa? Thường khoảng sau 3 ngày là chúng ta có thể là đánh giá được trên lâm sàng là bệnh nhân có cải thiện triệu chứng. Và thường đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà nhiễm trùng tiểu mà lần đầu á, thì thường các bạn thấy là khi mà điều trị kháng sinh thường bệnh nhân rất là nhạy, nên có thể là sau một ngày uống là mình đã thấy có triệu chứng cải thiện rồi, thường mà mình đánh giá chắc chắn là sau 3 ngày, sau 3 ngày là mình có thể là đánh giá bệnh nhân có đáp ứng. Còn cái tiêu chuẩn để mà đánh giá bệnh nhân là có thể là gì khỏi khỏi không, tức là bớt hay là khỏi cái nhiễm trùng tiểu không, thì chúng ta phải cấy nước tiểu, chúng ta không thể là dựa vào cái triệu chứng lâm sàng. Có thể là gì nhiều trường hợp trên lâm sàng mà các bạn thấy là triệu chứng lâm sàng nó cải thiện nhưng mà chúng ta gì vội các bạn ngưng kháng sinh quá sớm đi, nhưng mà gì trong khi đó nước tiểu nó vẫn còn, tức là trong xét nghiệm nước tiểu nó vẫn còn vi khuẩn, mặc dù là trên lâm sàng nó có triệu chứng cải thiện, thì tốt nhất là gì người ta mới nói là nên cấy nước tiểu trước, trong và sau khi điều trị là vì vậy. Để gì có những trường hợp ví dụ như chúng ta có thể là triệu chứng lâm sàng thì nó cải thiện nhưng mà khi mà xét nghiệm nước tiểu nó vẫn còn vi khuẩn, thì những trường hợp đó chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cho đến khi gì nước tiểu nó trở về gì sạch toàn bộ vi khuẩn thì chúng ta mới ngừng, được chưa? Thì thường đa số những trường hợp mà mình không có biết yếu tố nào thuận lợi nha nha em Huy, những trường hợp mà chẳng hạn như những trường hợp nghi ngờ enterococcus, tức là mình cấy nước tiểu nha, cấy nước tiểu người ta trả lời là có enterococcus, thì những trường hợp này mình có thể là sử dụng thêm amoxicillin nha. Chứ còn trên lâm sàng thì đa số mình cũng khó đánh giá là cái yếu tố thuận lợi nào nó sẽ dễ nhiễm cái con enterococcus. Có trường hợp nhiễm trùng tiểu tự khỏi không cần sử dụng thuốc không ạ? Thì các bạn biết là cái cơ chế của cơ thể mình là nó luôn luôn vậy, có cái xu hướng là nó đào thải cái vi khuẩn hay là đào thải những cái tác nhân gây bệnh ra bên ngoài, đúng chưa? Nên là gì khi mà cơ thể mà bị nhiễm trùng tiểu, nếu mà trên một cái cơ địa mà có sức khỏe tốt, sức đề kháng miễn dịch tốt, thì có thể là có những trường hợp nó nhẹ thì nó vẫn có thể là gì tự khỏi không cần điều trị thuốc nha. Nhưng mà tốt nhất là khi mà có triệu chứng thì chúng ta nên dùng kháng sinh hỗ trợ, chứ còn chưa biết được nếu mà điều trị mà nó không lỡ mà các bạn cứ để cho nó tự khỏi, mà nhiều lúc nó không khỏi mà nó gì có số lượng cái vi khuẩn nó còn tăng lên và nó làm cho tình trạng nó nặng hơn, hoặc là nó có thể là gì xâm nhập vào đài bể thận và có thể là gây viêm đài bể thận cấp, thậm chí là gây áp xe thận nha. Nên là tốt nhất khi mà có triệu chứng thì chúng ta nên điều trị, cũng không nên thì để cho nó tự khỏi nha.
Hoặc là chỉ có những cái trường hợp mà ở người khỏe mạnh đó mà không có triệu chứng đó, thì chúng ta có thể là không cần điều trị nha. Chẳng hạn như bạn thấy là vô tình bạn xét nghiệm nước tiểu tình cờ nó có vi khuẩn niệu, có bạch cầu niệu một cộng chẳng hạn, nhưng mà trên lâm sàng bạn hoàn toàn không có triệu chứng, thì tốt nhất những trường hợp đó bạn có thể là theo dõi không cần điều trị nha. Và còn những trường hợp mà đã có triệu chứng trên cận lâm sàng và đã có triệu chứng trên lâm sàng thì những trường hợp đó chúng ta nên điều trị cho, để tránh trường hợp mà mình cứ trì hoãn như vậy là số lượng vi khuẩn nó phát triển nhiều, nó gây ảnh hưởng tới có thể là gây biến chứng ở tại thận. Còn nếu mà trường hợp mà không có triệu chứng nhưng mà gì ở phụ nữ mang thai thì chúng ta các bạn học rồi, nó có thể là nguy cơ sảy thai này, dược thay lưu này, hoặc là dọa sinh non, nên là tốt nhất những trường hợp ở phụ nữ mang thai mà có nhiễm trùng tiểu, mặc dù nó không có triệu chứng trên lâm sàng, nó chỉ có trên xét nghiệm nước tiểu thôi, thì chúng ta vẫn có chỉ định phải điều trị cho bệnh nhân chưa. Rồi bạn không có hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ qua bạn mới. Ta qua bài tiếp theo đó là bài hội chứng được kích thích.